Hiện Lâm Đồng đang bước vào cao điểm của mùa khô. Nhiều diện tích rừng đang đặt trong tình trạng dễ xảy ra cháy, nhất là vùng rừng liên kề khu vực sản xuất, rừng trồng và rừng nằm đan xen cạnh nhà ở của người dân. Ngành lâm nghiệp và các địa phương đang tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Ban Quản lý rừng Lâm Viên hiện đang quản lý bảo vệ hơn 14.000 hectare rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Để phòng chống cháy rừng hiệu quả, ngay từ cuối năm trước, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt kiện toàn các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng ở các xã, phường, đồng thời xác định các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, tổ chức tuần tra kiểm tra để kịp thời phát hiện cháy rừng. Tại lâm phần rừng dọc theo tỉnh lộ 27C trên địa bàn huyện Lạc Dương, do địa bàn nằm liền kề với thành phố Đà Lạt, nhiều điểm khu du lịch nên du khách và người dân thường ra vào rừng sử dụng lửa bất cẩn. Vì vậy, công tác tuần tra tuyên truyền phòng chống cháy rừng được các đơn vị tập trung thực hiện nhằm ngăn ngừa xử lý sớm nguy cơ cháy rừng xảy ra. Chúng tôi đã kịp thời phát hiện, cũng kịp thời báo cáo cho bên trạm, thì trạm nhanh chóng cũng báo cho bên ban. Sau đó trạm có kế hoạch là lập tổ để phân công đi trực đêm cũng có. Mùa khô năm 2020, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 8 vụ cháy rừng, chủ yếu là cháy thảm cỏ, thực bì, giảm hơn 60% số vụ so với cùng kỳ. Năm nay thì mùa khô thì được dự báo là rất là khốc liệt và có những yếu tố thay đổi bất không lường. Đấy. Cho nên công tác mà diễn tập phòng cháy, rồi là công tác về phòng cháy, các cái phương án phòng cháy đã được phê duyệt năm 2020-21 đã được chuẩn bị rất là chú đáo và đầy đủ. Đấy. Và khi mà nó có cháy xảy ra, từ cháy nhỏ đến cháy lớn, đều các phương án đều đã được sẵn sàng chuẩn bị để chữa cháy, phòng cháy và chữa cháy. Tỉnh Lâm Đồng đang bước vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng rất cao. Với phương châm 4 tại chỗ và phòng ngừa là chính, hiện chính quyền, các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung cao độ triển khai các phương án phòng chống cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.